Minasan konnichiwa. Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật của Kou Japan. Hôm nay chúng ta cùng học sang bài 46 nhé. Bắt đầu ngay thôi. Một câu đầu tiên. Sắp sửa, chuẩn bị làm gì đó. Feru tokoro desu. Câu này dùng để diễn tả ý nói một hành động sắp sửa, chuẩn bị diễn ra, nhấn mạnh vào thời điểm trước khi diễn ra hành động đó. Thường đi kèm với các cụm từ chỉ thời điểm như これから, ちょうど, imakara. Ví dụ nhé. 今から試合が始まるところです。Trận đấu sắp sửa bắt đầu. Người nói muốn nhấn mạnh đây là thời điểm ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Trận đấu sắp sửa diễn ra ngay sau đây. Câu tiếp. ちょうど行くところですから30分ほど着くと思います. Đúng lúc chuẩn bị đi nên tôi nghĩ khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Một câu tiếp theo nào. Veteru tokoro desu. Đơn giản đúng không? Nhìn vào là có thể đoán được rồi. Nó mang nghĩa là đang làm, đang trong lúc làm gì đó. Dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm nào đó, nhấn mạnh vào thời điểm hành động đang xảy ra. Thường đi kèm với trạng từ chỉ thời gian ima. Ví dụ, kare wa ima yūshoku wo chikuteru tokoro desu. Anh ấy đang nấu bữa tối. Nhấn mạnh vào thời điểm nấu bữa tối là ngay lúc này. Thêm một ví dụ nữa nhé. Bạn gọi điện đến thì rủ đi chơi và hỏi đang làm gì đấy chẳng hạn. Ta đáp lại là 今部屋を片付けているところです. Bây giờ, ngay lúc này, tớ đang dọn dẹp phòng. Chúng ta tiếp tục với mẫu câu thứ ba nào. Vừa mới làm gì đó xong. べたところです. Động từ chia về thể tạ quá khứ cộng với tokoro biểu thị hành động vừa mới kết thúc, nhấn mạnh vào thời điểm ngay sau khi hành động hoàn thành, thường đi kèm với trạng từ chỉ thời gian saki, tattaima. Ví dụ chúng ta vừa trò chuyện với một người bạn về một người khác xong thì người đó bước tới. Chúng ta sẽ nói với người đó là kimi no koto hanashita tokoro desu yo. Chúng mình vừa nói đến cậu đấy. Hay trường hợp chồng vừa ra khỏi nhà xong thì có người gọi đến tìm chẳng hạn. Ta sẽ nói 主人はたった今出かけたところです. Chúng tôi vừa mới ra ngoài xong. Nào, chuyển sang mẫu câu tiếp theo. Mẫu câu này cũng mang ý nghĩa kiểu vừa mới làm gì đó. Cùng xem nó có gì khác với mẫu câu vừa rồi nhé. ベタばかりです. Dùng để diễn tả hành động đã xảy ra cách thời điểm hiện tại chưa lâu theo cảm nhận của người nói. Thời gian thực tế dài ngắn không quan trọng. Có thể là mới đây hoặc cũng có thể là đã lâu rồi. Ví dụ như Kimura-san wa kono kaisha ni haita bakari desu. Chị Kimura vừa mới vào công ty này. Thời điểm vừa mới này có thể là cách đây mấy hôm, cũng có thể là từ tháng trước hay lâu hơn nữa. Hoặc câu này hotelu wa kyonen dekita bakari desu. Khách sạn này mới xây năm ngoái. Năm ngoái là một khoảng thời gian không hề ngắn, xong người nói cảm thấy nó chỉ là vừa mới thôi thì sẽ sử dụng mẫu câu này. Các bạn lưu ý, veta tokoro và veta bakari đều diễn tả hành động vừa xảy ra. Tuy nhiên, veta tokoro nhấn mạnh thời điểm đó thật sự là chỉ vừa mới. Còn veta bakari thì là thời điểm cách hiện tại chưa lâu theo cảm nhận của người nói. Đừng nhầm nhé. Chuyển sang mẫu câu cuối mang nghĩa chắc chắn là như thế nào đó nào. Động từ ta chia thể thường cộng với hazu desu. Tính từ đuôi i, tính từ đuôi na, hazu desu, và danh từ no, hazu desu. Chúng ta dùng mẫu câu này khi muốn biểu thị người nói dựa trên một căn cứ nào đó phán đoán chắc chắn một việc gì đó sẽ xảy ra. Cùng xem một vài ví dụ nào. Hareru kara fujisan ga mieru hazu desu. Trời quang đãng nên chắc chắn sẽ nhìn thấy núi Phú Sĩ. Căn cứ ở đây là hareru. Người nói dựa vào căn cứ là thấy trời quang đãng trong xanh và đưa ra phán đoán có thể thấy được núi Phú Sĩ một cách chắc chắn. Câu tiếp nhé. Kono soup wa haha ga chikutta kara oishii hazu desu. Món soup này mẹ làm nên chắc chắn là ngon. Căn cứ soup mẹ làm biết rõ là mẹ nấu ăn ngon nên đưa ra phán đoán giúp chắc chắn ngon. Nihongo benkyou suru nara taihen na hazu desu.
học tiếng Nhật thì chắc chắn là vất vả rồi. Người nói dựa trên kinh nghiệm hoặc hiểu biết của bản thân và phán đoán chắc chắn là học tiếng Nhật vất vả. Thêm một câu nữa nào. Kono shiroi mono wa amai kara sato no hazu desu. Cái thứ màu trắng này ngọt nên chắc chắn là đường rồi. Người nói vào bếp thấy một hộp trong đó là những hạt màu trắng. Chưa rõ đó là gì nên nếm thử và thấy ngọt, đưa ra phán đoán chắc chắn đó là đường. Các bạn nắm được chưa? Bài học số 46 trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo của chúng ta kết thúc tại đây rồi. Hãy ghi nhớ vào ôn luyện thật kỹ nhé. Và đừng quên truy cập vào website và app của Kozapan để tìm hiểu thêm về các mẫu câu và bài tập. Thật thì, xin chào và hẹn gặp lại. Sayonara!